Sáng ngày 28 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên tòa lưu động xét xử hai bị cáo gây ra vụ cướp ngân hàng và giết nhân viên bảo vệ tại quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Trần Văn Trí, 22 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hoa Sơn, huyện Hoa Vang, thành phố Đà Nẵng, bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản, mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, sau khi bàn bạc lên kế hoạch cướp tài sản tại ngân hàng, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 11 năm 2023, Nguyễn Mạnh Cương và Trần Văn Trí đã chuẩn bị công cụ phương tiện gồm một khẩu súng quân dụng kèm 6 viên đạn, một con dao, áo, mũ, túi sách, găng tay, xe mô tô rồi đến một chi nhánh ngân hàng tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, trí rút súng ngắn bắn một phát chị Thiên. Cường cầm dao uy hiếp nhân viên nhằm cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng, gần 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, hai đối tượng không lấy được tiền và bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Khi bị ông TMT, sinh năm 1973, trú tại quận Thanh Khê, là nhân viên bảo vệ ngân hàng truy đuổi, cương đã dùng dao đâm vào lưng khiến ông T tử vong sau đó. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm khắc để răng đe, phòng ngừa chung. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên